chị chủ tịch thuyết trình xinh đẹp cho khán giả yêu nha, tất cả mọi người nhá. Xin giới thiệu Lý Bình hôm nay chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và đẹp, mãi mãi không già nhá. Xin giới thiệu Lý Bình gửi các bạn và các bạn bộ bên đi hôm nay về. Cảm ơn ạ. Thank you.